Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Thì em đang ở trên vườn em. Và lúc này nó là 10 giờ sáng của ngày 17 tháng 6 dương lịch. Thì nhiệt độ trên vườn này nó rất là cao cả nhà. Đấy, gần 40 độ. Gần 40 độ C. Và độ ẩm là trên 50%. Thì với cái thời tiết như này nhé, mà bác nào khu vực phía Bắc như của em ấy, thì các bác lưu ý cho em nhé, là với cái thời tiết là nắng nóng như này mà nó không có gió đâu, nó om rời lắm, thời tiết nó om lắm, thì cả nhà lưu ý cho em là đừng có thấy cây lan của mình nó nắng quá mà vác vòi nước lên mình tưới, mình xả nhiệt cho nó nhé, đừng có tưới nhé cả nhà nhé. Mà tốt hơn hết đấy là cả nhà không được tưới nước cho nó, mà đợi cho đến chiều tối mát. Đấy, buổi tối ấy, tầm này chắc là phải tối thì nó mới nhiệt độ nó mới xuống, thì khi mà nhiệt độ nó xuống tầm 28 đến 30 độ C đấy, thì lúc đấy cả nhà cũng tưới nước nhé. Tưới thì cả nhà tưới ướt đẫm vào tá thể cho. Đấy, tưới ướt đẫm cả nhà nhé. Thì với cái thời tiết như này đấy, thì cả nhà đừng có nghĩ là cái cây của mình nó nóng quá mà nó bị sao cả. Thì riêng cái dòng lan ấy, thì như cả nhà cũng biết đấy, nó chỉ chết vì úng nước thôi. Đấy, chết vì úng nước, rồi nó sinh bệnh, rồi thối rũn thối đồ, hoặc là bị lấm thì lấm chết thôi. Chứ còn cây mà để vứt khô này nó không bao giờ nó chết đâu cả nhà. Tại vì là cái thân giả hành của nó giữ rất là nhiều nước, nên đừng có sợ nó thiếu nước nhé cả nhà nhé. Mà một cái thời tiết này mà cả nhà mà tưới tới cái tầm này ấy, là nó sẽ hỏng cây. Thì cái trường hợp này trước em đã phân tích rất là nhiều rồi nhé cả nhà nhé. Thì cả nhà lưu ý cho vấn đề này. Và đồng thời đấy, thì hôm nọ em có một cái video mà em đăng lên là em chia sẻ giống 7 cái chậu kiến rừng của em cho cả nhà sưu tầm ấy, thì hiện tại là đã có bốn chậu của em thì là các bác là đã mua và ủng hộ em rồi, thì hiện tại là bây giờ em chỉ còn có ba chậu thôi nhé cả nhà nhé. Thì hôm nay em sẽ lên em bán, em sẽ chia sẻ một cái chậu cho cả nhà cùng sưu tầm nhé. Thì trước khi chia sẻ ấy, thì em có một cái này em muốn chia sẻ mọi người. Thì tối hôm qua em lên thăm vườn, em đi kiểm tra là một loạt trầm của em treo ngoài kia, thì em phát hiện có được một cái chậu như này. Đây cả nhà, thì cái chậu trầm này em treo ngoài kia đấy, thì em phát hiện ở đây nó có một thân lá kẹo, em có rõ không? Đây, em phát hiện một cây lá kẹo đấy cả nhà, nhìn chưa, nó đang lên kẹo này, nó đang lên kẹo. Thì đây nó là cái trầm Myanmar, là trước em mua hàng cân hàng kg ấy, thì nó chỉ là cái trầm chip Myanmar thôi. Thì em về em trồng thì em được ba, đây được chậu thứ ba. Thì đầu tiên là em được cái chậu này này. Đây, em được cái chậu này đây, thì cả nhà nhìn thấy nó đây, kẻ đây. Thì cái cây này ấy, em phát hiện năm trước mà kẻ nó rất ít, thì chắc là do cái chế độ em chăm sóc và giống như nào thì em chưa biết. Thì hôm nay là cái mầm gốc của nó này, nó lên kẻ từ lá gốc đến lá ngọn cả nhà. Và bên này một cái mầm gốc của nó thì cũng chưa thấy kẻ, mà lá ngọn này mới chỉ thấy hiện tượng đang có kẻ thôi. Và tất cả cái ki này, ki em làm trên thân đây là cả nhà này. Đấy, thì những cái mầm của ki này, đây 1, 2, 3, 4 rồi nhá, đến mầm thứ tư rồi mà vẫn chưa có kẻ. Thì cái này thì đây cái này nó có hơi kẻ mờ mờ tí, thì chắc cái này do em để cho mát, chắc do em để cho mát. Thì cái chậu này thì để em tiết nắng xem như nào. Thì nếu mà nó lên kẻ đều thì em chia sẻ mọi người về sưu tầm nhé. Còn đây là cái cây kẻ này các em, đây, cây này thì năm nay em cho ăn nắng mạnh, kẻ rất là đẹp. Đấy, kẻ rất là đẹp luôn. Thì cái trầm rừng ấy, trầm rừng mà kẻ này ấy, thì nói thật với cả nhà là trên thị trường rất là ít. Em thấy ít người chia sẻ bán cái dòng lá kẻ phát tài của trầm này nhỉ. Trầm ở cả nhà mà em chỉ thấy hàng Thái, hàng Đài này nhiều thôi. Còn hàng chuẩn rừng ấy thì em thấy ít lắm, ít người chia sẻ lắm. Mà cái thằng trầm này ấy, thì cây giống rất là khó cả nhà. Bởi vì nó rất là sai hoa. Đấy, nó rất là sai hoa, mà làm ki ở trên thân thì cũng khó, là khó ra ki lắm nên là nó rất là hiếm, nó rất là ít đấy.
Thì hôm nay em chia sẻ cái chậu này cho cả nhà sưu tầm nhé. Thì cây này nó lên kẻ mạnh rồi. Đấy. Nó mới được có một đoạn thôi. Thì ở đây là em có 3 thân. Thì hai thân này không phải là kẻ nhé các bác nhé. Hai thân này là chầm bình thường. Cây này thì ra hoa rồi. Còn cái này thì chưa ra hoa. Và cái rè kẻ này thì chưa có hoa nhé cả nhà nhé. Chưa hề có hoa. Thì mặt hoa đấy, thì với hai cái chậu chầm này thì em đã có mặt hoa rồi. Mà mặt hoa nó rất đẹp. Như cái chậu này trước em cũng quay video cả nhà xem này. Thì hoa của nó ở cái thân này. Và ngọn này. Thì hoa của nó màu hồng hồng. Hồng hồng nhé cả nhà, chứ không phải hẳn là tím đâu. Nó là màu hồng hồng. Và bộ cánh của nó rất là bầu. Bầu tròn. Thì tí nữa em sẽ ghép mặt hoa của cái chậu này vào cuối video. Và cái chậu này nữa thì hoa của nó rất là tím. Và bông này của nó chuẩn một bông bầu cánh mai luôn. Thì cái cây này thì trước em quên mất, em không chụp ảnh và không quay video. Nên là em không có hoa em ghép vào. Nên cả nhà nhé. Cây này kẻ rất là đẹp. Thì với hai tình trạng của hai cái cây này mà em đã có mặt hoa. Và nó biết hoa của nó rất là đẹp. Thì em đoán là cái cây này mặt hoa nó cũng đẹp như vậy thôi. Cả nhà. Ok, thì em sẽ vào em chia sẻ nhé. Thì cái chậu này thì với hai rè chầm bình thường và một cái thân lá kẻ này thì em chia sẻ với cả nhà sưu tầm chơi nhé. Em chia sẻ cái chậu này là 400k nhé. Nhiều quá nhá. Và tiếp tục đấy là em sẽ vào chia sẻ với cả nhà. Đây là cái chậu K3. Kiến rừng K3 là ghi cùng em vẫn để nguyên trên thân nhé. Em không lách xuống cái nào đâu. Để nguyên hiện trạng. Thì là đây là hoa của nó đây. Hoa của nó đây thì tối hôm qua em lên thì em thấy nó một khuôn bông như này. Đấy, nhưng mà nó đây là hoa bói thôi. Thì nó là tình trạng là bay 24 giờ ấy, nhưng em không tính là 24 giờ đâu nhá. Bởi vì cái nhất nó là hoa bói năm đầu tiên. Đấy. Và hai nữa là nó có 1-2 mắt hoa thôi. Anh em không tính, em chỉ có tính là loại phi đập bình thường thôi nhá. Nhưng mà thằng là dùng dòng K3 này thì cả nhà cũng được biết đấy, khuôn bông nó rất là đẹp. À, cái cánh đài nó vẫn giữ nguyên này. Không vặn vẹo mấy. Mà cánh thì cũng hơi bầu thôi, chứ không phải là bầu đâu, hơi bầu thôi nhé cả nhà nhé. Thì ở trên chậu này của nó có một ki mắt đỏ này. Ki mắt đỏ này. Là em vứt ở đây nó bám rễ ở đây rồi. Thì chậu này em chia sẻ là 500k nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo đây nó là một cái chậu mắt đỏ của em. Thì cái thân này của nó là được 25 cm này. Mầm gốc được 20 cm này. Đấy, và một ki năm trước này. Và đây một cái ki này về cả nhà về thai khác mầm gốc này. Thì thân này có thể là khai thác mầm gốc được nữa nhá. Thì trên thân này nó có một ki và mắt đang sưng là vẫn có khả năng ra hoa nhé cả nhà nhé. Thì em cho cả nhà xem mặt hoa của nó. Thì bông này của em là bông mắt đỏ. Ngoài ra lắm mắt nó rất là đỏ nhé cả nhà nhé. Bộ cánh là bộ cánh hồng cánh sen. Bộ cánh là hồng cánh sen. Môi tuyết dày. Môi tuyết dày và mũi thì hơi phớt phớt hồng nữa nhá. Và bộ cánh là cánh sáp. Cánh sáp cũng cực kỳ dày nhá cả nhà nhá. Cũng dày đấy, không phải là dạng mỏng đâu. Cánh sáp dày. Ok. Thì cái chậu này em chia sẻ cho cả nhà về sưu tầm chơi có giống. Thì cái chậu này em chia sẻ là 300k nhá. 300k chậu này. Và tiếp tục là em có hai chậu lá nhựa lá gân. Thì em cho cả nhà xem cây mẹ của nó. Thì đây là chậu mẹ của nó đây. Là em nuôi đã đạt lên F18 nhá. Nó là lá nhựa lá gân. Đấy, ăn đủ lắng thì cái này nó sẽ ra lá xếp nhá cả nhà nhá. Bản lá to hơn là sẽ ra lá xếp nhá. Đấy. Và nó cũng là xếp rồi đây là cả nhà. Lá rất là dày, rất là gân. Đây, mầm non của nó đây. Mầm gốc đây, đây cả nhà nhìn lá nó dày chưa. Đấy, và gân này. Gân guốc nhá. Thì cái bộ mầm này của nó năm nay rất là to. Còn không biết là năm nay nó phát triển F bao nhiêu thì em không biết. Nhưng em đã nuôi được cái này là lên F18 cả nhà nhá. Mặt hoa thì em mới lở được có 2 ngày nó bị tàn rồi. Bởi vì là do mấy con ong nó lên nó phá. Đấy, còn khuôn bông thì em chưa biết rõ nhờ. Nhưng nó là một bông mắt trâu to nhá. Bông mắt trâu to nhá cả nhà nhá. Thì ở đây em có hai chậu. Thì chậu này gồm hai mầm gốc này. Và một thân hoa này. Đấy, thân này được khoảng 20 cm.
mầm này được 15 sen và mầm này được khoảng tầm hơn 10 sen. Thì chậu này em chia sẻ với cả nhà với giá là 200k nhé, 200k. Và sang cái chậu này, mầm nó thì rất là to rồi. Đây cả nhà, gốc của nó này, đây rễ của nó này, to như con giun đấy. Thì có hai mầm gốc và một cái kia năm nhất đây, và đây nó là hai cái 52, hai thân 52. Thì hai cái thân này vẫn còn nguyên mắt nhé, cả nhà vẫn về khai thác được như hai mắt ở hai cái thân này nhé. Thì hai cái thân này nó dài khoảng tầm gần 40 cm, một cái là 30 cm, cái 35 cm. Thì cả nhà có thể về làm ki hoặc cho ra hoa nhé. Thì chậu này em chia sẻ cả nhà là giá là 300k nhé, 300k nhé cả nhà nhé. Thì tiếp tục ở đây là em có cái giống chim hoa anh lưỡi đỏ bay 24 giờ của em, giống chuẩn bay 24 giờ luôn, bảo hoa rất là thơm. Thì cái chậu mẹ thì đằng trước là có hoa và em đã quay cho cả nhà xem ấy, thì tí em cũng ghép mặt hoa của cái cây này vào đấy. Em sẽ ghép mặt hoa vào. Thì như ki ở trên thân ấy là trước em đã chia sẻ 500k một ki, 500k một ki rồi nhé cả nhà nhé. Thì hôm nay em có ba chậu này thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà về cùng sưu tầm về chơi để có giống nhé. Giống này giống độc quyền nhé cả nhà nhé, chỉ có em có thôi chứ không có ai có cả. Bởi vì là cái chậu mẹ là em lên từ kiến chip ấy, kiến rừng nhé cả nhà nhé. Nó đã lở hoa ở trong vườn em là năm thứ tư rồi, vừa rồi là năm thứ tư rồi nhé cả nhà nhé. Thì em đây có hai chậu, tình trạng nó tương đồng như nhau. Đấy, thì cái chậu này còn một cái này nữa này, và còn một số mắt ở trên này để cả nhà có thể khai thác được thêm nhé. Thì một chậu này đây em gọi là chậu thứ nhất á, chậu thứ nhất em chia sẻ giá là 1000k này. Đấy, chậu thứ hai cũng là 1000k nhé cả nhà nhé. Thì ở đây em còn cái chậu to hơn, nó gồm này, đây là một kg năm nhất này, hai này, ba này. Thì cái này về cả nhà khai thác được nhé. Thì hai cái thân này thì nó lên được hai cái mầm rơi tầm hơn 10 cm nhé cả nhà nhé, rất là mập mạp. Thì cái chậu này em chia sẻ cho cả nhà là 1500k nhé, 1500k chậu này nhé cả nhà nhé. Ok, thì hôm nay em chia sẻ giống, một số giống cho cả nhà sưu tầm giống nhé. Thì các bác mà sưu tầm giống nào thì liên hệ Zalo với em, thì số Zalo của em là 0705503689 nhé cả nhà nhé. Thì cả nhà liên kết Zalo với em thì em sẽ chụp hình gửi Zalo hoặc quay video gửi Zalo cho cả nhà nhé. Và sau này khi cả nhà mua hàng của em ấy, khi hàng về tới tay các bác thì các bác có cái vấn đề gì cần em tư vấn thì em sẽ tư vấn ở trên Zalo nhé cả nhà nhé, để cho cả nhà tư vấn cho cả nhà để một cách là chăm sóc cây lan một cách nó tốt nhất nhé cả nhà nhé. Rồi ok, thì em xin kết thúc video đây nhé, và hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo nhé. Thì lát nữa em sẽ ghép video mặt hoa và giống mắt đỏ này. Đấy, giống mắt đỏ và cái giống lưỡi đỏ chứ hôm nay lưỡi đỏ 24 giờ của em này là một này, và hai cái chậu trầm, một chậu trầm thôi. Chậu này thì em không có hoa, em không quên không chụp, thì em sẽ ghép cái hoa của cái cây trầm lá kẻ này nhá. Rồi em xin kết thúc video đây nhá. Em chào các bác rồi, nhưng mà em nghĩ nào thì em lại tiếp tục em chia sẻ một số giống nữa cho các bác sưu tầm nhé. Thì đây là cái chậu này nhé, đây nhé cả nhà nhé, mầm nó đây. Vừa rồi nó lên hoa ở hai thân này đây, ki ở trên thân hết nhé cả nhà nhé, nguyên tình trạng luôn. Thì cái chậu này ấy, nó không phải là phi điệp nhé cả nhà nhé, mà nó chỉ là một bông phi điệp lai trầm đấy.
nó bé hơn bông phi đập. Đấy, nhưng mà nó cái khuôn bông của nó thì nhìn không khác gì phi đập đâu cả nhà. Nhưng mà nó bé hơn phi đập, nó to hơn bông trầm thôi. Thì đây nó là bông, nó là một cây phi đập lai. Phi đập lai trầm. Và cái cây này ấy, thì ở trên thị trường nhá cả nhà nhá. Là nhiều người đang bán cây này là cây phi đập cánh bầu nhá. Cả nhà nhá. Nhưng cây này thực tế ra nó chỉ là một cây phi đập lai trầm thôi. Thì tí nữa em sẽ lại ghép mặt hoa của cái cây này vào video nhá cả nhà nhá. Thì cái em sẽ chia sẻ cho cả nhà cái giống này. Thì bác nào mà muốn sưu tầm cái phi đập lai trầm này về chơi thì em chia sẻ cái chậu này là 400k nhé cả nhà nhá. Đây, mầm của nó đây. Thì em chia sẻ cái chậu này là 400k nhá. Bản lá cũng khá là to đấy, rất là to đấy. Và nuôi đạt bản lá nó còn to nữa nhé cả nhà nhá. Và tiếp tục thì em sẽ chia sẻ một kỳ này. Đấy, em chia sẻ một kỳ này, một kỳ này, một kỳ này. Đấy, là nó là cái giống vượt đông, hoặc giống phi điệp hòa bình vượt đông, bông to, thân to và bay 24 giờ nhé cả nhà nhá. Thì em vẫn chia sẻ với cái giá là 500k, thì cũng như là lần trước thôi. Thì bác nào sưu tầm cái giống này thì kết bạn Zalo với em và chuyển khoản trước 200k để em lên chậu và em nuôi cho ấm chậu, rồi em sẽ gửi cho các bác nhé. Thì đây nó là giống của nó nhé cả nhà nhé. Đấy, cây này thì em quay rất là nhiều rồi và em làm video cũng rất là nhiều rồi. Thì em sẽ chia sẻ, hôm nay em sẽ chia sẻ một kỳ đấy thôi. Thì bác nào mà sưu tầm cái giống này thì là chuyển khoản em trước 200 nhé. Đấy, em lên chậu cho em nuôi, em nuôi cho đến khi là cây ấm chậu, cây nó đạt khỏe mạnh và qua cái mùa thối nhũn thì em sẽ gửi cho các bác nhé. Rồi để em xem còn nó giống nào nữa nhỉ. À đây nữa, thì em còn hai cái chậu này. Đây, hai cái chậu này thì hai cái chậu này ấy, là nó là giống của cái cây này này. Cây này là mà trước em quay cả nhà là bông cánh sáp cực kỳ là dày luôn. Đấy, mặt trước mặt sau của nó thì là nó là bông tím bình thường, nhưng mặt trước của nó là cái màu blue nhé cả nhà nhé, nghĩa là cái màu tím tím nhạt nhạt đấy, thì đấy là gọi là màu blue. Và mắt của nó là mắt đen, mắt đỏ đen nhé, phần đen nhiều hơn phần đỏ, mắt nó cực kỳ là đen và gọn gàng. Thì cái cây này đấy là trước em cũng quay cho cả nhà xem nhiều đấy, là khuôn bông của nó giữ được từ lúc lở cho đến lúc tàn nhé cả nhà nhé, bông cực kỳ là to và cũng là một cái dòng thân thủ ấy. Thì cái giống này là em không rõ vùng miền đâu, nhưng nó là một bông hoa có mùi hương thơm của khu vực phía Bắc của em nhé. Thì em đoán thôi, đoán một là Hòa Bình, hai là cái vùng Cao Bằng thôi cả nhà. Bởi vì là cái thân nó là cái dạng cũng là thân lá to đấy, nó dạng thân lá to đấy. Còn đây là mới là kỳ thôi, kỳ 52 thôi, kỳ 52 thì còn chưa, em chưa lui đạt đến đỉnh điểm của nó thì em chưa biết như nào. Nhưng em đoán nó là một cái dạng thân thủ rất là to nhé cả nhà nhé. Thì cái mặt bông này ấy, cũng cực kỳ là đáng là sưu tầm. Bông này rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Thì em chia sẻ hai chậu kia thôi. Thì còn cái chậu này thì em sẽ làm lại, em để lại em gây giống và cái chậu này nữa. Nó đang có quả này, thì em sẽ gây giống để em giữ giống cái giống này. Giống này rất là đẹp, bởi vì là khuôn bông nó là giữ được từ lúc lở đến lúc tàn luôn cả nhà. Khuôn bông này cũng rất là hiếm luôn đấy. Thì ở đây em có hai cái chậu. Thì đây là tình trạng chậu thứ nhất, là thân già thân dung là cả nhà vẫn về có thể khai thác được kỳ và mầm gốc nhé. Đấy, vẫn khai thác được kỳ và mầm gốc. Thì ở đây em có một cái mầm này, mầm này nó rơi khoảng tầm 15 sen nhé cả nhà nhé. Thì chậu này em chia sẻ với giá là 200k các bác về sưu tầm lấy giống nhé. Và bên này có một chậu nữa, thì hiện tại là nó đã có kỳ hết này, kỳ cũng lên mầm gốc này, và một thân này, một thân thân năm ngoái này, nó gần 20 sen này, nó gần 20 sen nhé cả nhà nhé. Và cái mầm gốc này của nó phải đạt được gần 30 sen rồi nhé cả nhà nhé. Thì cái chậu này em chia sẻ với giá là 300k nhé, 300k nhé cả nhà nhé. Rồi ok, thì các bác sưu tầm giống nào thì cái giống này em gọi là cái chậu số 1 nhé, cái này là chậu số 2. Thì các bác sưu tầm giống nào thì các bác liên kết Zalo với em nhé.
liên kết Zalo với em, à, em liên hệ với các bác nhé.